thì Hạnh sẽ chia sẻ với chúng mình 5 bí kíp dành cho người tự học tiếng Trung nhé. Bí kíp đầu tiên đấy chính là chúng ta phải xác định xem là mục tiêu học là gì. Với tiếng Trung thì thông thường chúng ta sẽ có hai mục tiêu chính. Một là mục tiêu học để giao tiếp, tức là mình sẽ đi làm ở nơi nào đó. Hai là mục tiêu để thi chứng chỉ HSK, chứng chỉ này để đi du học hoặc là nộp hồ sơ vào một công ty nào đó. Sau khi xác định mục tiêu rồi, chúng ta sẽ đến bước thứ hai, đó chính là chọn giáo trình. Với mỗi một mục tiêu thì chúng ta sẽ chọn giáo trình khác nhau hoàn toàn. Cô sẽ chia sẻ ở những video sau nhé. Đến bước thứ ba, đấy chính là chúng ta sẽ tải hết tất cả các app phục vụ học tập. Nào thì app trang chữ Hán này, app từ điển này, app luyện nghe này. Cái này cô cũng sẽ dạy chúng mình sau nhé. Bước thứ tư, đấy chính là học phát âm. Nếu như chúng ta không học phát âm chuẩn ngay từ đầu thì chỉ cần sau 3 tháng học, âm chúng ta sẽ bị cố định. Và chúng ta sai âm nào rồi thì rất là khó sửa. Nên là bước thứ tư là chúng ta sẽ học phát âm thật chuẩn đã. Và bước thứ năm chính là chúng ta sẽ vào sách giáo trình học theo từng bài. Học như thế nào thì cô cũng sẽ chia sẻ sau nhé.